Thưa quý vị, Hà Nội đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trung bình từ 36 đến 39 độ C. Và để chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, nhiều người dân đã tìm mua các sản phẩm phụ kiện chống nắng để bảo vệ sức khỏe. Ngoài các sản phẩm chống nắng truyền thống thì các mặt hàng hiện đại như quạt tích điện hay áo chống nóng điều hòa cũng là lựa chọn của nhiều người dân. Những ngày gần đây, tình trạng nắng nóng gay gắt cùng với nền nhiệt cao đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến. Và trước tình trạng cắt điện luân phiên để đảm bảo nguồn cung thì lúc này chiếc quạt tích điện là một giải pháp làm mát cho gia đình chị Thùy Vân. Do năm nay là cắt điện luân phiên nhiều ấy mà lại nóng nóng rất chi là nhiều hơn so với mọi năm, nên là phải lựa chọn cho gia đình một cái, vì nhà có người già và trẻ em nên là phải lựa chọn một cái quạt tích điện để cho trẻ nhỏ ngủ ban đêm cho nó ngủ ngon giấc. Nhu cầu về thiết bị điện được ghi nhận là tăng cao trong thời gian gần đây. Ngay lập tức trên các chợ mạng hay các cửa hàng truyền thống, sản phẩm làm mát này cũng được rao bán rầm rộ với nhiều thương hiệu và các mức giá khác nhau. Mà nếu như không tỉnh táo, người tiêu dùng rất dễ mua phải những sản phẩm kém chất lượng. Và để có thể đảm bảo nguồn hàng cho người tiêu dùng, đơn vị này đã lên kế hoạch cung ứng, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn với nhà sản xuất về chất lượng sản phẩm để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Với cái sản phẩm này thì cái nhất là về sản phẩm tích điện thì chúng tôi đang so sánh là với những sản phẩm mà thông thường thì nó là về cái pin và cái dung lượng về thời gian tích được lâu. Đó là cái nhu cầu của người dân đang hướng tới và cũng là mục đích của Myanmar đang hướng tới khách hàng. Bên cạnh quạt tích điện thì áo chống nắng điều hòa cũng là mặt hàng ăn khách trong thời điểm hiện tại. Được cho là có khả năng chống tia cực tím và làm mát trực tiếp từ bên trong, nên dòng sản phẩm này đang được nhiều người lao động ngoài trời như anh Dân lựa chọn. Vì mình là làm nghề của mình là hoạt động ngoài trời suốt ngày, nên thời gian này thời gian nóng nóng. Đó, nắng nóng nên mình phải mua cái áo này để bảo vệ sức khỏe của mình. Dù có giá cao gấp nhiều lần so với một sản phẩm áo chống nắng thông thường, nhưng các mặt hàng áo điều hòa vẫn được nhiều người tìm mua vì nó mang đến sự thoải mái và dễ chịu khi người lao động phải làm việc ngoài trời nắng nóng. Tuy nhiên hiện nay, trên thị trường tồn tại rất nhiều mẫu mã thương hiệu cũng như kiểu dáng áo điều hòa khác nhau. Và để không mua phải sản phẩm kém chất lượng, khách hàng nên chọn những đơn vị bán hàng có uy tín. Là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam, mang chuyển giao công nghệ Nhật Bản về Việt Nam và đạt tiêu chuẩn Nhật Bản, tiêu chuẩn PE Japan. Chính vì cái tiêu chuẩn chất lượng cũng như cái nguồn gốc rõ ràng nên là thương hiệu khi mà về Việt Nam đã được đón nhận rất là nồng nhiệt, cộng với việc sử dụng sản phẩm và cảm nhận được cái chất lượng rất là tốt. Nên hiện tại chúng tôi đang đi đầu xu hướng tại Việt Nam cũng như là thị phần khách hàng. Có thể thấy trong bối cảnh thời tiết được dự báo là nắng nóng kéo dài hơn, tình hình cung ứng điện cũng được dự báo là thiếu hụt trong mùa hè năm nay, thì nhu cầu của người dân về các sản phẩm chống nóng, chống nắng là rất lớn. Tuy nhiên, việc sức cầu tăng mạnh cũng sẽ là cơ hội để cho các sản phẩm trôi nổi kém chất lượng trà trộn vào thị trường. Chính vì vậy, thời điểm này, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cần nhanh chóng có biện pháp để bảo vệ người tiêu dùng, xử phạt nghiêm những cá nhân, đơn vị có hành vi tăng giá trục lợi cũng như bán hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mặt khác, người tiêu dùng cũng nên thận trọng, tìm hiểu kỹ về thông tin sản phẩm, doanh nghiệp uy tín trước khi mua để tránh việc tiền mất tật mang. Liên quan đến tình hình cung ứng điện, từ ngày 13 tháng 6, lưới điện miền Bắc sẽ được bổ sung thêm 20 triệu kWh mỗi ngày, cùng với những cơn mưa lớn đang xuất hiện rải rác trên toàn miền Bắc, cung cấp nước cho các hồ thủy điện. Hy vọng nguồn cung điện sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đại diện nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 cho biết, tổ máy số 1 của nhà máy bị sự cố vào ngày 5 tháng 6. Trong ngày 13 tháng 6 sẽ hoàn thành sửa chữa, kiểm tra thiết bị để sẵn sàng vận hành, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc thêm 7 triệu kWh mỗi ngày, giảm áp lực cho khu vực miền Bắc. Cũng liên quan tới nguồn cung điện, tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, sau thời gian tạm dừng vận hành để sửa chữa, tổ máy S2 đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh một ngày. Như vậy, từ ngày 13 tháng 6, hai nhà máy này sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm khoảng 20 triệu kWh mỗi ngày. Lợi dụng thời điểm cung ứng điện đang gặp khó, gần đây trên mạng liên tục xuất hiện các trang web giả mạo thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC đã có thông tin chính thức về tình trạng này.
Các website này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhưng không có thông tin đơn vị quản lý, giấy phép hoạt động. EVN-NPC khẳng định các website trên không phải của EVN-NPC. Hiện EVN-NPC chỉ sở hữu website tại địa chỉ npc.com.vn và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng có địa chỉ cskh.npc.com.vn. Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2023. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 3,2% so với cùng kỳ. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 3,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 587.174 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 19,42 tỷ đô la Mỹ, giảm 22,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 22,55 tỷ đô la Mỹ, giảm 24,2% so với cùng kỳ. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ủy ban nhân dân thành phố, ngành công thương và các sở ngành, đơn vị liên quan bằng nhiều giải pháp linh hoạt đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đảm bảo không gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất. Cùng với đó là sự sáng tạo, linh hoạt, chủ động của doanh nghiệp đã giúp sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ổn định. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, trong lĩnh vực bất động sản, theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, qua thực hiện chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021-2023 cho thấy công tác phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố chưa bền vững. Cụ thể, nhà ở chủ yếu vẫn là nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng. Nhà ở dự án chỉ chiếm khoảng 30% với tình trạng nguồn cung ngày càng giảm. Năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng mới 4,9 triệu mét vuông sàn nhà ở, vượt 16,7% so với chỉ tiêu. Trong đó, nhà ở riêng lẻ do người dân xây dựng chiếm tỷ trọng cao tới 76%, nhà ở hoàn thành trong dự án chiếm 24%. Năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mới 8,45 triệu mét vuông sàn nhà ở, vượt 28% chỉ tiêu. Quý 1 năm 2023, thành phố chỉ phát triển khoảng 0,95 triệu mét vuông sàn nhà ở, giảm 58% so với cùng kỳ. Trong đó, nhà ở do người dân xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tới hơn 90% so với tổng diện tích sàn tăng thêm. Hiện nay, do chịu tác động của suy giảm kinh tế cũng như khó khăn trên thị trường bất động sản vẫn hiện hữu, tiêu thụ nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng đang rơi vào tình trạng ảm đạm. Thị trường bất động sản khó khăn kéo theo tình hình tiêu thụ xi măng trầm lắng, ảm đạm. Tại thị trường nội địa, ước tính sản lượng tiêu thụ 5 tháng đầu năm giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022. Còn trên kênh xuất khẩu, các thị trường lớn như Trung Quốc, Bangladesh, Philippines cũng đang gặp khó, khiến sản lượng và kim ngạch xuất khẩu xi măng của Việt Nam sụt giảm kỷ lục. Qua 5 tháng, các doanh nghiệp xi măng mới xuất bán được 13,65 triệu tấn, trị giá 590 triệu đô la Mỹ, giảm lần lượt là 12% và 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Một loại vật liệu xây dựng khác là thép cũng đang trong tình trạng tiêu thụ ảm đạm khi giá bán được điều chỉnh giảm lần thứ 9 liên tiếp về mức 14 triệu đồng một tấn. Một số doanh nghiệp thép vừa thông báo giảm giá đối với sản phẩm thép cuộn CB240 với mức giảm từ 200.000 đồng đến 310.000 đồng một tấn. Lý giải nguyên nhân giá thép liên tục giảm, các doanh nghiệp cho rằng giá thép trong nước cùng chung đà giảm của thế giới. Hơn nữa, giá các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép cũng đã hạ nhiệt. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 5, lượng và kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm mạnh so với tháng 4. Cụ thể, trong tháng 5, cả nước nhập khẩu 7.608 chiếc ô tô với kim ngạch đạt 191,2 triệu đô la Mỹ, giảm tới 38,3% về lượng và 33,6% về kim ngạch so với tháng 4 năm 2023. Ô tô là nhóm hàng có đóng góp lớn về số thu ngân sách nên việc sụt giảm sản lượng và kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tác động lớn đến số thu ngân sách của ngành hải quan trong tháng 5. Cục thuế xuất nhập khẩu phân tích, trong tháng 5, giảm thu từ mặt hàng ô tô lên đến 1.287 tỷ đồng so với tháng 4 năm 2023. Ba thị trường lớn là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc vẫn là những thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam khi chiếm tới trên 91% lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 5. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến sửa đổi một số điều của Thông tư số 17 năm 2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Đáng chú ý, giá vé của một số chặng bay được đề xuất tăng so với giá hiện hành.
Cụ thể, đường bay dưới 500 km và đường bay phát triển kinh tế xã hội không điều chỉnh tăng trần so với mức hiện hành. Tuy nhiên, nhóm đường bay từ 500 km trở lên sẽ thực hiện tăng giá trần. Cụ thể, đường bay cự ly từ 500 tới 850 km dự kiến giá trần tăng lên mức 2,25 triệu đồng một vé trên một chiều, tăng 50.000 đồng một vé so với trần hiện hành. Mức cao nhất là đường bay từ 1.280 km trở lên sẽ tăng trần đạt mức 4 triệu đồng một vé trên một chiều, tăng 250.000 đồng một vé so với trần hiện hành. Mức giá trần này bằng mức tăng trung bình 3,75% so với khung giá trần hiện tại. Việc tăng trần giá vé theo Cục Hàng không Việt Nam là do chi phí nhiên liệu tăng cao và các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn sau đại dịch. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ ngày 12 tháng 6 thông tin, từ ngày 27 tháng 6, các mặt hàng mì ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường Liên minh châu Âu EU sẽ không bắt buộc phải kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cung cấp. Với sự nỗ lực từ đầu năm 2022, khi EU thông qua quy định kiểm soát khẩn cấp đối với các loại bún, miến, mì của Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU đã thành công trong việc đưa bún, miến và các sản phẩm từ gạo ra khỏi danh mục quản lý an toàn thực phẩm và đến thời điểm hiện tại thì đã đưa được mì ăn liền từ phụ lục 2 thuộc kiểm soát theo chứng thư và tại cửa khẩu sang phụ lục 1 chỉ kiểm soát tại cửa khẩu. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu mì ăn liền của Việt Nam phải liên tục kiểm soát tốt an toàn thực phẩm, kể cả xem xét áp dụng các biện pháp tự nguyện như tự xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm uy tín đối với các lô hàng mì ăn liền xuất khẩu vào EU. Trong phần tiếp theo của chương trình, ở vùng biên giới huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, mùa hè của những đứa trẻ đang bắt đầu với đàn bò, đàn dê và những bãi cỏ sau nhà. Bộ Y tế ra công văn khẩn gửi các sở y tế và đơn vị liên quan yêu cầu lập kế hoạch và triển khai thực hiện phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn. Hà Nội phát hiện hàng loạt hộp kem và bao bì mang dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu kem Tràng Tiền đang được bảo hộ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức họp báo về thông tin một số thí sinh cho biết đề thi có chỗ bị mờ dẫn đến hiểu lầm khi làm bài. Sở quyết định sẽ đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh bằng việc tiếp nhận hai đáp án. Theo đó, trong buổi thi môn toán, sáng ngày 11 tháng 6, trên mạng xã hội, một số phụ huynh học sinh phản ánh đề thi bị in mờ. Cụ thể, tại ý 1 câu 3 của đề thi, phần gạch ngang giữa phân số không rõ khiến một số thí sinh hiểu nhầm từ 2 thành âm 2. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận thông tin này và làm việc với hội đồng ra đề trong chiều ngày 12 tháng 6 để có phương án giải quyết. Đáp án thứ nhất là nếu thí sinh làm bài mà không có dấu trừ. Đáp án thứ hai là trong trường hợp thí sinh hiểu lầm chỗ in mờ là dấu trừ. Như vậy, trong cả hai trường hợp, nếu thí sinh cho ra kết quả đúng đều sẽ được tính điểm bình thường. Thưa quý vị, cùng với học sinh cả nước, những đứa trẻ vùng biên giới huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cũng vừa bước vào những ngày hè đầu tiên của mùa hè năm nay. Không có những chuyến du lịch xa cùng gia đình, không có các lớp năng khiếu bổ ích hay những lớp học thêm nặng nề sách vở. Ở vùng biên, những đứa trẻ đang bắt đầu mùa hè của mình với đàn bò, đàn dê và những bãi cỏ sau nhà. Mùa hè tuổi 13 của Nguyên vừa bắt đầu, một mình em chăn đàn 12 con bò dưới cái nắng biên giới hơn 30 độ C. Hồi vừa thi cuối kỳ xong, Nguyên đã xin ông ngoại trong mùa hè này được thay ông chăn đàn bò của gia đình. Có chú chó mực làm bạn đồng hành, đàn bò được Nguyên chăn thả ở bãi cỏ sau nhà cũng thấm thoát hơn 10 ngày nay. Cũng là chừng đó buổi trưa, Nguyên biết ông ngoại đỡ cực hơn thường ngày đôi chút. Thấy ông ngoại làm cực hơn, nó nặng, con làm thử rồi. Con tự làm thử. Tại vì buổi sáng hay giờ ông ngoại ở nhà làm tiếp ông ngoại đi bữa chiều rồi. Râm lấy rơm, bỏ nó ăn, xong đi thả, cẳng con ra, sau đó là những con khác nó sẽ tự đi theo cái con dẫn đầu đó. Chiều dẫn con nó vô thì những khác cũng tự đi vô thôi. Đàn bò là thu nhập chính của gia đình vùng biên này, một gia đình mà Nguyên đang sống cùng ông bà ngoại. Ba mẹ em cũng như một số người đang trong độ tuổi lao động đã đi làm ăn xa ở thành phố khác nhiều năm nay. Mùa hè năm nay của Nguyên sẽ gò ghém trong những ngày vui được lên thành phố thăm ba mẹ rồi lại về với đàn bò đang lớn này. Nó thì có yếu, thì nó buông ra thì việc nó làm, nó cũng tiếp. Cho nó ra vài bữa thì nó hiểu rồi, nó biết cực khổ. Cha mẹ nó là bị tuốt Bình Dương, trên Bình Dương với nó. Nuôi em mười mấy năm rồi đâu nữa, lúc mẹ nó còn nhỏ xíu rồi. Vừa dứt sữa rồi nó đi mặn á, nó gỡ lại tới giờ,
cho nên mặn đừng có nữa nó ăn chứ để thôi mình đưa con nó lên trển nữa rồi sao mà mặn mụn gì được, với trển học hành nó khó. Cách đó một cánh đồng, Du cậu học trò 13 tuổi cũng vừa trải qua những ngày đầu mùa hè năm nay. Mùa hè năm ngoái, Du thi thoảng theo vài anh chị trong xóm đi dắt bí, dắt dưa buổi sáng, kiếm chút tiền riêng chuẩn bị cho năm học mới. Mùa hè này Du chăn giúp cho bà nội 4 con dê đang lớn, trong khi ba mẹ đi làm ăn xa. Thì cũng chăn ngoài sau hè đó, để sau hè có chỗ có con muốn thì dắt ra ngoài cho nó ăn. Tại mọi thằng xuyên trong nhà làm cái gì kia rồi, vậy thì luôn phải chăn, bình thường chăn xong con cũng đi chơi. Mùa hè những bài học trên bục giảng dừng lại, nhưng những đứa trẻ vẫn tiếp tục lớn lên bằng những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Với Nguyên, với Du cũng là hình ảnh của hàng ngàn đứa trẻ khác vùng biên này, nơi chưa có những lớp kỹ năng, những sân chơi dịch vụ. Các em sẽ học được những điều ý nghĩa từ chính những gì đang diễn ra trong gia đình mình, làng xóm mình. Đó cũng là bài học về giá trị lao động, về tình cảm gia đình, về sự thấu hiểu, sẻ chia và nhiều thứ khác nữa. Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi các sở y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và y tế các bộ, ngành về việc tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng. Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế lập kế hoạch và triển khai thực hiện phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn, kiểm tra đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và vật tư y tế, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng. Bộ Y tế cũng đề nghị các sở y tế, các bệnh viện kiểm tra và giám sát việc thu dung, điều trị bệnh nhân mắc tay chân miệng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện, phân tuyến điều trị, tổ chức sàng lọc, phân loại người bệnh điều trị ngoại trú và điều trị nội trú theo lưu đồ xử lý bệnh tay chân miệng và củng cố nguồn lực cho đơn vị hồi sức bệnh tay chân miệng ở tuyến tỉnh. Từ nhiều tháng nay, vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ tại Đà Nẵng hiện nay đang thiếu. Nhiều người dân đã phải chờ hoặc lựa chọn mua vaccine dịch vụ. Cụ thể, Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, trong thời gian qua, các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng được Bộ Y tế cung ứng cho các địa phương để tiêm chủng miễn phí cho trẻ, thì từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, tình hình cung ứng vaccine bị gián đoạn. Một số vaccine cung ứng bị thiếu hụt so với nhu cầu đề xuất của các địa phương, trong đó có vaccine 5 trong 1 như phản ánh của người dân. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, hiện nay một số vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hết và đây cũng là thực trạng chung của cả nước. Sở Y tế tỉnh Cà Mau mới đây cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm một vụ ngộ độc rượu methanol khiến một người tử vong, 3 người phải nhập viện cấp cứu. Tất cả 4 người ngộ độc rượu đều ngụ tại ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Rơi. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đang tích cực theo dõi, chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc rượu, trong đó có một trường hợp sức khỏe nguy kịch. Được biết trong bữa tiệc nhậu tại nhà, sau khi gần hết rượu, 4 người này đã sử dụng chai sát khuẩn tay nhanh pha vào rượu để uống. Ngày hôm sau tất cả đều đau đầu, mệt và nôn ói nhưng không đi khám. Đến khi có một người mệt và tử vong tại nhà, gia đình mới đưa 3 người còn lại đi nhập viện điều trị. Sau 3 ngày nhập viện, hiện tại 2 ca sức khỏe tạm ổn định, 1 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Cả 3 bệnh nhân đều được xác định là bị ngộ độc rượu methanol. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa. Đây cũng là thời điểm các đơn vị thoát nước hoạt động hết công suất. Để đảm bảo thoát nước cho mùa mưa năm nay, Công ty thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành xong kế hoạch duy tu 6 tháng đầu năm. Trong đó, tập trung vào khu vực hay ngập, tuyến, trục chính và hạ lưu thoát nước về. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tăng cường công tác bảo trì những công trình thoát nước để đảm bảo vận hành đúng công năng, đúng quy trình. Theo thống kê của đơn vị chức năng, hiện tại thành phố vẫn còn khoảng 40 kênh rạch, gần 200 tuyến cống, hầm ga và cửa xả đang bị lấn chiếm, ảnh hưởng đến thoát nước, gây ngập. Để giảm ngập, đơn vị chức năng cũng khuyến cáo bỏ rác đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, những đơn vị thi công hạ tầng cũng cần chú ý các biện pháp chặn dòng bơm nước, cũng như người dân tích cực sử dụng ứng dụng UDI Map cảnh báo điểm ngập. Liên quan đến hai trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đại diện Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai xác nhận các đơn vị đang tháo dỡ hai trạm BOT trên quốc lộ 1K. Theo đó, hai trạm thu phí thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1K đoạn km 2+487 đến km 12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức BOT. Trong đó, một trạm đặt tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và một trạm đặt tại thành phố Dĩ An, Bình Dương. Hiện công tác tháo dỡ gần như hoàn tất,
chỉ còn lại rào chắn xung quanh, các phương tiện đi lại các làn sát lề đường. Hiện công nhân đang tái lập mặt đường, kẻ vạch phân luồng. Trước đó, ngày 31 tháng 10 năm 2020, hai trạm BOT trên quốc lộ 1K đã tạm dừng thu phí. Từ đó đến nay, hai trạm thu phí bỏ hoang, xuống cấp và giống như lô cốt chắn ngang đường, thu hẹp lòng đường, gây mất an toàn giao thông. Nhận thấy nhiều nguy cơ tiềm ẩn, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm tháo dỡ trạm thu phí, bàn giao quốc lộ 1K cho địa phương quản lý để thuận lợi trong việc duy tu, nâng cấp, đảm bảo an toàn giao thông. Cũng tại tỉnh Bình Dương, ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Đại diện Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức ra quân tháng cao điểm với 100% quân số, được chia thành 12 tổ thực hiện nhiệm vụ. Các tổ sẽ phối hợp với Cảnh sát Giao thông các huyện, thị, thành phố kiểm soát các tuyến giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân tiềm ẩn, trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, v.v. Cùng với đó, nắm sát tình hình để ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn tổ chức đua xe trái phép. Được biết, thời gian thực hiện cao điểm là từ ngày 12 tháng 6 đến 12 tháng 7 năm 2023. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cù Lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, hàng nghìn hộ dân ở xã Cù Lao này đang gặp khó khăn do mất điện và Internet phục vụ trong sinh hoạt và sản xuất, do một chiếc tàu hàng lớn khi lưu thông làm đứt đường dây điện trung thế và dây cáp quang. Vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 6, tàu sắt Trường An 125 Hải Phòng từ sông Tiền chạy vào sông Nam Thôn, một nhánh sông Tiền, hướng cầu Mỹ Thuận, Mỹ Tho, Tiền Giang. Khi phương tiện này đến bến đò Tân Phong, Hiệp Đức, huyện Cai Lậy thì vướng đứt cáp quang Viettel và đứt 4 dây điện trung thế vượt sông. Sự cố này làm mất điện hoàn toàn địa bàn xã Tân Phong với hơn 3.500 hộ dân, trên 16.500 nhân khẩu. Thiệt hại về đường cáp quang dây điện ước tính khoảng 500 triệu đồng. Tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, những ngày vừa qua, do mực nước hạ lưu sông Đà giảm, người dân phát hiện một số quả đạn, pháo từ thời kháng chiến để lại. Cơ quan chức năng sau đó đã phong tỏa và di rời đến nơi an toàn. Những ngày qua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hòa Bình liên tục nhận nhiều vật liệu nổ là đạn pháo tồn sót sau chiến tranh, được cho là từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp do người dân tìm được dưới lòng sông Đà khi mực nước tại khu vực hạ lưu xuống thấp. Các quả đạn pháo người dân nhặt được chủ yếu là đạn pháo đạn cối 80mm. Tất cả những quả đạn pháo này người dân đều đã giao nộp cho cơ quan chức năng thành phố Hòa Bình. Hiện được Ban Chỉ huy quân sự thành phố thu hồi, bảo quản để tiến hành hủy nổ theo quy định. Đề xuất Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình bố trí lực lượng, phương tiện tiếp tục rà soát, tìm kiếm số vật liệu nổ còn tồn sót tại khu vực. Theo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, sau khi đơn vị này tiếp nhận tin phản ánh từ quần chúng nhân dân, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Trang Tiền 35 có địa chỉ đăng ký kinh doanh số 128 Hàng Chống, phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do Bùi Ngọc Hiển làm giám đốc và phát hiện hàng loạt hộp kem và bao bì mang dấu hiệu xâm phạm quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ. Theo đại diện Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, hiện nay thương hiệu kem 35 của công ty cổ phần Trang Tiền 35 được đông đảo người tiêu dùng ưa thích nên nhiều cơ sở trên địa bàn thành phố đã làm nhái kem 35. Từ đó gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng. Với vi phạm như của công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Trang Tiền 35, đơn vị này sẽ bị Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội xử phạt và nộp phạt số lợi bất hợp pháp với tổng số tiền 15 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm 2 tháng, buộc tiêu hủy số lượng hàng hóa vi phạm trên. Thưa quý vị, Hà Nội đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trung bình từ 36 đến 39 độ C. Và để chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, nhiều người dân đã tìm mua các sản phẩm, phụ kiện chống nắng để bảo vệ sức khỏe. Ngoài các sản phẩm chống nắng truyền thống thì các mặt hàng hiện đại như quạt tích điện hay áo chống nóng điều hòa cũng là lựa chọn của nhiều người dân. Những ngày gần đây, tình trạng nắng nóng gay gắt cùng với nền nhiệt cao đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến. Và trước tình trạng cắt điện luân phiên để đảm bảo nguồn cung thì lúc này chiếc quạt tích điện là một giải pháp làm mát cho gia đình chị Thùy Vân. Do năm nay là cắt điện luân phiên nhiều ấy mà lại nóng nóng rất chi là nhiều hơn so với năm, nên là phải lựa chọn cho gia đình một cái, vì nhà có người già và trẻ em nên là phải lựa chọn một cái quạt tích điện để cho trẻ nhỏ ngủ ban đêm cho nó ngủ ngon thật.
Nhu cầu về thiết bị điện được ghi nhận là tăng cao trong thời gian gần đây. Ngay lập tức trên các chợ mạng hay các cửa hàng truyền thống, sản phẩm làm mát này cũng được rao bán rầm rộ với nhiều thương hiệu và các mức giá khác nhau. Mà nếu như không tỉnh táo, người tiêu dùng rất dễ mua phải những sản phẩm kém chất lượng. Và để có thể đảm bảo nguồn hàng cho người tiêu dùng, đơn vị này đã lên kế hoạch cung ứng, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn với nhà sản xuất về chất lượng sản phẩm để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Với cái sản phẩm này thì cái nhất là về sản phẩm tích điện thì chúng tôi đang so sánh là với những sản phẩm mà thông thường thì nó là về cái pin và cái dung lượng về thời gian tích được lâu. Đó là cái nhu cầu của người dân đang hướng tới và cũng là mục đích của Myanmar đang hướng tới khách hàng. Bên cạnh quạt tích điện thì áo chống nắng điều hòa cũng là mặt hàng ăn khách trong thời điểm hiện tại. Được cho là có khả năng chống tia cực tím và làm mát trực tiếp từ bên trong, nên dòng sản phẩm này đang được nhiều người lao động ngoài trời như anh Dân lựa chọn. Vì mình là làm nghề của mình là hoạt động ngoài trời suốt ngày, nên thời gian này thời gian nóng nóng. Đó, nắng nóng nên mình phải mua cái áo này để bảo vệ sức khỏe của mình. Dù có giá cao gấp nhiều lần so với một sản phẩm áo chống nắng thông thường, nhưng các mặt hàng áo điều hòa vẫn được nhiều người tìm mua vì nó mang đến sự thoải mái và dễ chịu khi người lao động phải làm việc ngoài trời nắng nóng. Tuy nhiên hiện nay, trên thị trường tồn tại rất nhiều mẫu mã thương hiệu cũng như kiểu dáng áo điều hòa khác nhau. Và để không mua phải sản phẩm kém chất lượng, khách hàng nên chọn những đơn vị bán hàng có uy tín. Là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam, mang chuyển giao công nghệ Nhật Bản về Việt Nam và đạt tiêu chuẩn Nhật Bản, tiêu chuẩn PE Japan. Chính vì cái tiêu chuẩn chất lượng cũng như cái nguồn gốc rõ ràng nên là thương hiệu khi mà về Việt Nam đã được đón nhận rất là nồng nhiệt, cộng với việc sử dụng sản phẩm và cảm nhận được cái chất lượng rất là tốt. Nên hiện tại chúng tôi đang đi đầu xu hướng tại Việt Nam cũng như là thị phần khách hàng. Có thể thấy trong bối cảnh thời tiết được dự báo là nắng nóng kéo dài hơn, tình hình cung ứng điện cũng được dự báo là thiếu hụt trong mùa hè năm nay, thì nhu cầu của người dân về các sản phẩm chống nóng, chống nắng là rất lớn. Tuy nhiên, việc sức cầu tăng mạnh cũng sẽ là cơ hội để cho các sản phẩm trôi nổi kém chất lượng trà trộn vào thị trường. Chính vì vậy, thời điểm này, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cần nhanh chóng có biện pháp để bảo vệ người tiêu dùng, xử phạt nghiêm những cá nhân, đơn vị có hành vi tăng giá trục lợi cũng như bán hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mặt khác, người tiêu dùng cũng nên thận trọng, tìm hiểu kỹ về thông tin sản phẩm, doanh nghiệp uy tín trước khi mua để tránh việc tiền mất tật mang. Liên quan đến tình hình cung ứng điện, từ ngày 13 tháng 6, lưới điện miền Bắc sẽ được bổ sung thêm 20 triệu kWh mỗi ngày, cùng với những cơn mưa lớn đang xuất hiện rải rác trên toàn miền Bắc, cung cấp nước cho các hồ thủy điện. Hy vọng nguồn cung điện sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đại diện nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 cho biết, tổ máy số 1 của nhà máy bị sự cố vào ngày 5 tháng 6. Trong ngày 13 tháng 6 sẽ hoàn thành sửa chữa, kiểm tra thiết bị để sẵn sàng vận hành, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc thêm 7 triệu kWh mỗi ngày, giảm áp lực cho khu vực miền Bắc. Cũng liên quan tới nguồn cung điện, tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, sau thời gian tạm dừng vận hành để sửa chữa, tổ máy S2 đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh một ngày. Như vậy, từ ngày 13 tháng 6, hai nhà máy này sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm khoảng 20 triệu kWh mỗi ngày. Lợi dụng thời điểm cung ứng điện đang gặp khó, gần đây trên mạng liên tục xuất hiện các trang web giả mạo thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tổng công ty điện lực miền Bắc EVN NPC đã có thông tin chính thức về tình trạng này. Các website này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhưng không có thông tin đơn vị quản lý, giấy phép hoạt động. EVN NPC khẳng định các website trên không phải của EVN NPC. Hiện EVN NPC chỉ sở hữu website tại địa chỉ npc.com.vn và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng có địa chỉ cskh.npc.com.vn. Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 3,2% so với cùng kỳ. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 3,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 587.174 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2022.
kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 19,42 tỷ đô la Mỹ, giảm 22,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 22,55 tỷ đô la Mỹ, giảm 24,2% so với cùng kỳ. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ủy ban nhân dân thành phố, ngành công thương và các sở ngành, đơn vị liên quan bằng nhiều giải pháp linh hoạt đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đảm bảo không gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất. Cùng với đó là sự sáng tạo, linh hoạt, chủ động của doanh nghiệp đã giúp sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ổn định. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, trong lĩnh vực bất động sản, theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, qua thực hiện chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021-2023 cho thấy công tác phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố chưa bền vững. Cụ thể, nhà ở chủ yếu vẫn là nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng. Nhà ở dự án chỉ chiếm khoảng 30% với tình trạng nguồn cung ngày càng giảm. Năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng mới 4,9 triệu mét vuông sàn nhà ở, vượt 16,7% so với chỉ tiêu. Trong đó, nhà ở riêng lẻ do người dân xây dựng chiếm tỷ trọng cao tới 76%, nhà ở hoàn thành trong dự án chiếm 24%. Năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mới 8,45 triệu mét vuông sàn nhà ở, vượt 28% chỉ tiêu. Quý 1 năm 2023, thành phố chỉ phát triển khoảng 0,95 triệu mét vuông sàn nhà ở, giảm 58% so với cùng kỳ. Trong đó, nhà ở do người dân xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tới hơn 90% so với tổng diện tích sàn tăng thêm.